Và kính thưa quý vị, Liên Âu đang trông chờ kết quả cuộc bầu cử ở Đức. Theo tin từ Brussels, các nhà làm chính sách Liên Âu hy vọng sẽ có sự thay đổi sau cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tuần này ở Đức. Các thủ đô từ Athens tới Lisbon, từ Paris tới Rome đều mong muốn nhanh chóng tiến tới Liên hiệp Ngân hàng, chấp nhận một chính sách có thể giúp phát triển, chống nạn thất nghiệp đang gia tăng tại các nước khu vực đồng euro. Các nước Âu Châu hy vọng Thủ tướng Merkel đắc cử, nhưng hy vọng bà ta phải thành lập chính phủ với đảng Dân chủ xã hội thân Liên Âu hơn là thiên về chính sách kích thích nền kinh tế kiểm ước. Trong lúc vận động ở Đa Châu, Thủ tướng Merkel nói rằng cần có sự cân bằng giữa sự đoàn kết và trách nhiệm giữa các nước, nếu không sẽ không có tương lai tốt đẹp. Ông David Cohn là kinh tế trưởng của ngân hàng Julius Baer nói rằng bà Merkel học từ cuộc khủng hoảng và học từ việc đối phó với cuộc khủng hoảng sẽ làm cho bà ta thành công nhiều hơn. Dù muốn thay đổi, khả năng của Thủ tướng Đức cũng bị giới hạn do quan điểm không muốn chia sẻ gánh nặng với các nước khác của người dân Đức và sự cạnh phòng của Tòa án Hiến pháp. Nhu cầu cần giúp đỡ thêm cho Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ái Nhĩ Lan sẽ còn được tranh cãi nhiều hơn ở Bá Linh. Ông Marco Widdell, một người bộ hành nói rằng bà Merkel cần nghĩ tới nạn thất nghiệp, đặc biệt là giới trẻ ở Nam Âu Châu.